Hello, xin chào tất cả bà con em nha. Hôm nay đầu năm mới về con thu lại được con Wachinon nha. Con này máy Hàn Quốc. Này trọng tâm mà như 700 á. Nên em đo thông số luôn nha, thì test luôn cho anh em xem luôn nha. Em chưa có dọn chưa vệ sinh gì hết nha. Mới về nó quay luôn. Này đo thử thông số rồi. Con này có sẵn điện một pha 220V luôn gia đình luôn nha anh. Xài gia đình luôn. Giờ 1.9. 98 trọng tâm 700, trọng tâm 700, ngô băng 309, quay dao 220, quay dao 220, cặp chấp chắc là 200 rồi, 200 ba chú thuận. Này băng bàn còn khá đẹp luôn nha, chưa có đụng chạm gì tới luôn nha. Băng trên cũng vậy, nó khô người ta lâu không xài nè. Này người ta thanh lý luôn, chưa có vệ sinh luôn nha. Này đồ dung sai thì có hơi khúc mà chưa kiểm tra là lỏng à. Này thì cái me có mòn máy răng nè. Mòn máy răng thôi. Còn trong này ok. Cái lỗ có lỗ 40 hay 4 mấy à. Này nhông trong luôn nè, đang gỡ nhông coi nhông trong luôn nè. Có dư thêm 1, 2 chữ nhông, 3 chữ nhông. Dư 3 chữ nhông. 42 này, lỗ 42 anh em làm motor đồ rất ok nha. Còn này thì tiền thay ren có thay nhông nha, có thay máy nhông nha. Này bắn ren này chà cả là sáng liền nha. Này bản bằng thao nha, mấy cái bản tốc độ này bằng thao nha. Này xài 6 tốc độ, điện một pha, đặc biệt là điện một pha 220V nha. Rồi thử luôn. Này anh em về chỉ có việc xài thôi nha, vệ sinh với xài thôi nha. Này đang thử ren tự động luôn cho anh em xem luôn nha. Đang chạy trái xíu em sẽ đưa ra chạy thùng cho anh em này. Tắt luôn chạy thùng. Đập thắng luôn nha, anh em về tăng bố lên xíu. Đập thắng là tắt luôn á. Này gạt qua thuận nha. Chạy thuận vô á. Rồi, răng ok. Đồng này gạt qua. Đồng anh em nhớ ra cái này là ba ngất nha. Kéo ra kéo vô, kéo lên. Đồng bằng dưới. Đẩy vô sát, đồng bằng trên. Từ đồng ok nha. Này đẩy vô chứa sát nè. Kéo là. Từ đồng răng là rất ok. Tắt răng nè. Tốc độ, đang tốc độ nhanh nha. Tốc độ bên này. Này 3 ngứt. Rồi. Đang tốc độ nhanh. Này đảo chiều luôn nha. Nhiều luôn. Máy vậy là hoạt động rất là ok rồi. Rất là khá cái máy luôn. Một pha. Tiếp. Dễ sử dụng. Ốc chưa gỡ ra luôn. Quá chậm. Chầm ba ngất. Tiếp. Thẳng với cái tăng lên chút xíu là ok nha. Tiếp luôn. Tết hộp dưa ăn chuột ăn trắng vô. Sáu tóc. Rồi. Cái máy ngon lành nha. Anh em nào có gì alo đầu năm em sẽ đánh giá lọc lá cho anh em nha. Xem anh em nào có duyên với con này nha. Điện một pha. Nhìn cho anh em chưa có điện ba pha nha. Hình thức cũng đẹp. 2 dây nha. Rồi anh em có nhu cầu con này thì có gì alo nha. Số điện thoại em để bên dưới nha. Tiền cho anh em nào chúc nhanh nha. Hàn Quốc chiến thắng. Thôi em xin kết thúc video nha. Xin chào tạm biệt anh em nha. Đầu năm cũng đi một số con rồi. Em sẽ chèn clip sau nha. Cho anh em biết những con nào đi nha. Bên em còn một số máy thôi nha. Đầu năm không biết có về có nhiều không. Còn một số máy nha. Ở đây cũng còn hai con chốt rồi nha.
hôm sau còn con Việt Nam trong tâm dài. Thôi em xin kết thúc video, xin chào tạm biệt nha.